Thưa quý vị và các bạn, sâm ngọc linh từ lâu vốn được coi là thần dược đứng đầu trong danh sách những loại thảo dược tốt nhất, chữa các căn bệnh về khối u, kìm hãm và triệt tiêu các tế bào sinh u. Một tin vui cho các bệnh nhân u xơ tử cung, u nang buồng trứng, u xơ tiền liệt tuyến. Lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà khoa học đã áp dụng thành công công nghệ siêu vi nano hướng đích siêu hoạt hóa và hoạt chất saponin có trong sâm ngọc linh cho ra đời viên sủi thảo dược COK, giúp cho người bệnh có thể dễ dàng tiếp cận dược liệu quý này với chi phí rẻ. Viên sủi COK đang được các chuyên gia đánh giá là sự lựa chọn số 1 trong điều trị u xơ, u nang không cần phẫu thuật. Công nghệ siêu vi nano hướng đích siêu hoạt hóa của Nhật giúp các hoạt chất saponin có trong sâm ngọc linh được tách thành các phân tử siêu nhỏ, tăng độ hoạt động lên gấp 400 lần so với viên nén thông thường, đến trúng đích, tác động thẳng vào các tế bào u mà không làm ảnh hưởng đến tế bào lành khác. Từ đó hoạt chất saponin thẩm thấu sâu vào các tế bào, làm chậm quá trình phát triển của các khối u, cắt đứt mạch máu đến nuôi u và từ đó triệt tiêu khối u. Đồng thời, saponin giúp tái tạo và phục hồi các tế bào đã bị tổn thương. Kết hợp với trinh nữ hoàng cung, loại thảo dược quý trong tự nhiên có tác dụng ổn định khí huyết. Cùng với một số thảo dược quý như hoàng kỳ, bạch hoa xà thiệt thảo, COK còn tác động đến những rối loạn từ sớm, giảm khả năng sản sinh ra tế bào u mới, đồng thời điều hòa cân bằng nội tiết, chống tái phát tận gốc. Các hợp chất từ thảo dược có trong COK được bào chế dưới dạng sủi, tiện dụng, dễ hấp thu, mang lại hiệu quả cao, chi phí tiết kiệm cho người bệnh. Dạng thức viên sủi cũng khắc phục được tình trạng dược chất không được hấp thụ hết, lắng đọng thành cặn trong cơ thể như một số dạng viên nén gây ra. Hiệu quả thực tế được thử nghiệm cả trên những người có khối u to lâu năm, cơ địa khó hấp thu, nhờn thuốc đều cho kết quả tốt. COK tác dụng rõ rệt đối với lại bệnh lý nhờ có những dược liệu rất quý hiếm nhưng mà có tác động rất mạnh đến quá trình phát triển của khối u thì lại có thể được sử dụng ở trong chế phẩm, thí dụ như là sâm ngọc linh. Thì chỉ cần với một cái lượng nhỏ của sâm ngọc linh nhưng mà chúng ta vẫn có thể bằng đạt được cái hiệu quả điều trị chính nhờ cái công nghệ nano khi đưa các cái chế phẩm thành những cái dạng thành phần rất nhỏ ở cái dạng kích cỡ nanomet. Như vậy nó dễ dàng xâm nhập, tiến nhanh đến cái cơ quan đích để mà đạt cái hiệu quả điều trị. Công nghệ siêu vi nano giúp cho saponin ở trong sâm ngọc linh có thể thẩm thấu sâu vào các tế bào, từ đó giúp ngăn chặn sự phát triển của u nang và u xơ. Theo tôi đánh giá, đây là một trong số ít những sản phẩm có hiệu quả cao. Việc sử dụng thảo dược trong việc chữa trị các căn bệnh ở Việt Nam không còn quá xa lạ. Có những sản phẩm yêu cầu người bệnh phải sử dụng trong một quá trình lâu dài và kiên trì với thuốc. Bên cạnh đó cũng có những sản phẩm không phù hợp với những người có cơ địa nhờn thuốc và khó hấp thụ. Công nghệ của viên sủi COK giúp các hoạt chất được thẩm thấu sâu, lan tỏa nhanh và đem tới hiệu quả cao cho người sử dụng, đặc biệt có tác dụng với cả những người có cơ địa khó hấp thụ và nhờn thuốc. Với các bệnh nhân tới hiệu thuốc thì tôi đều nhận được những phản hồi hết sức tích cực từ bệnh nhân. Bệnh nhân cảm nhận thấy rõ ràng sự phát triển của quá trình điều trị chỉ sau khi sử dụng một liệu trình. Sau khi mà mình uống ý, thì rất là bất ngờ là chỉ sau 5 đến 7 ngày là mình thấy cái phần bụng này của mình nó nhẹ đi rất là nhiều. Mình quyết định là uống sang liệu trình thứ 2 thì mình đi khám thì bác sĩ cho kết quả rằng là cái khối u của mình nó nhỏ đi rất là nhiều, chỉ 6 x 10 mm, tức là rất là nhỏ luôn rồi đấy. Thì các bác sĩ cũng bất ngờ rằng là kết quả của mình nó tốt như vậy, thì cũng hỏi rằng là chị dùng phương pháp gì mà như vậy. Thì mình cũng chia sẻ luôn là mình dùng viên sủi COK. Thì mình cũng hỏi lại bác sĩ rằng là liệu mình có tiếp tục dùng cái sản phẩm này được không. Thì bác sĩ cũng nói rằng là khi mà chị dùng hiệu quả như vậy rồi ấy, thì chị nên tiếp tục uống để cho cái khối u đấy nó tiêu đi, nó teo đi. Thì mình rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà tìm được sản phẩm tốt như vậy. Mình cũng tìm hiểu rất kỹ và thực sự là mình cũng rất là yên tâm, bởi vì là cái sản phẩm này là chính do chính tay bác sĩ Trường gọi là sản xuất, nghiên cứu và sản xuất theo cái công nghệ tiên tiến của Nhật Bản. Cái này nó là dạng nano cho nên nó thẩm thấu rất là nhanh, uống đến đâu là mình cảm nhận được đến đấy. Là mình thấy là những cái triệu chứng của mình như là đau bụng này, đau bụng kinh này, nó rong kinh các thứ không còn nữa. Trước đây thì là cái khối u của mình nó to ấy, mình còn sờ hẳn được ấy, nhưng bây giờ thì nó xẹp hẳn, sờ không thấy. Này, giấy siêu âm của mình ấy này, đây, nhỏ lại còn có 10 mm thôi. Đấy, thực sự là mình cũng rất là vui. Hai vợ chồng mình thực sự là rất là biết ơn cái sản phẩm COK rất là nhiều.